Hoài Linh trở lại với vai ông già miền Tây trong Hiu Hiu Gió Bấc sau 6 năm vở lần đầu ra mắt công chúng. Tác phẩm diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh với thể loại kịch bi. Biên kịch Như Trúc, người chuyển thể vở từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư, cho biết Hoài Linh tham gia vì muốn ekip hội ngộ trong đêm tái diễn duy nhất của tác phẩm kể từ lần đầu ra mắt năm 2018. Thời gian qua, Hoài Linh rút lui khỏi sân khấu, thỉnh thoảng chỉ nhận lời đi diễn cho một số đoàn thân thiết. Tháng 7 năm 2022, anh cùng đoàn Huỳnh Long của nghệ sĩ Bình Tinh lưu diễn miễn phí ở một số tỉnh miền Trung, trong đó có quê nhà Quảng Nam. Về tác phẩm, diễn viên đóng vai ông Tư, một người miền Tây sống vì đạo nghĩa. Ông Tư là ông ngoại của Hết, nhân vật chính, chàng trai vì thương nhớ người yêu đi lấy chồng mà buồn đời, không thiết tha làm ăn. Hoài Linh khắc họa nỗi lòng của một người ông thương cháu nhưng bất lực trước tình cảnh. Ông Tư dùng vòi rụt vào lưng Hết khi thấy cháu sống vật vờ, đau đớn, nhìn Hết bình thản châm lửa đốt nhà. Bên cạnh các lớp diễn bi, Hoài Linh cũng thể hiện sở trường diễn hài. Vai ông Tư được cài cắm nhiều lời thoại gây cười với lối chơi chữ nhằm tạo thư giãn sau những phân đoạn nặng về nội tâm. Tác phẩm từng giúp Hoài Linh, Đàm Loan đạt huy chương vàng cá nhân khi tham gia liên hoan sân khấu kịch toàn quốc năm 2018. Biên kịch Như Trúc cho biết, tác phẩm ban đầu là bài dự thi tốt nghiệp của đạo diễn Minh Nhật năm 2017 ở trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Kịch bản này từng được soạn giả Hoàng Song Việt chuyển thể thành cải lương. Đạo diễn Minh Nhật đề nghị cô sáng tác thêm một tuyến truyện về ông Năm và dì Lan để tạo thành một vở kịch đa tuyến, mô típ nhiều câu chuyện nhưng cùng một mạch đề tài. Vở còn có sự tham gia của Huỳnh Tiến Khoa, Hồng Trang, Thùy Trang, Công Danh, nghệ sĩ Ngọc Dầu làm cố vấn nghệ thuật.